Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái câu clip, cũng là một cái bài tập luyện ngón rất là tốt để các bạn ghi nhớ cái âm dài trưởng. Mà với cái bài tập này các bạn có thể kéo khắp cần đàn để đánh trên cái âm dài khác nhau. Ví dụ mình dạy các bạn trên đô trưởng, các bạn có thể kéo qua rê, mi, fa, son gì đều được cả. Và với cái bài tập này nó sẽ không bị giới hạn theo cái kiểu suy nghĩ của bạn là tập scale xong rồi nhưng mà không biết mình áp dụng các nốt như thế nào. Ví dụ các bạn học scale bình thường thì bạn có thể đánh theo kiểu đó, mình cứ đánh xuống và đánh lên như vậy. Thì chúng ta có cái cách nào mình đổi các vị trí các nốt đó trước sau để cho nó tạo ra một cái giai điệu thì từ đó âm nhạc nó mới phát ra nha các bạn. Thì cái câu lý này mình có làm đoạn tab ha, cái phần download tab nó nằm trong cái link đầu tiên của cái comment đầu tiên á. Các bạn xem video này, bạn kéo xuống comment đầu tiên, các bạn thấy có cái link download tab. Nhưng mà đặc biệt là cái tab này mình sẽ có password giải nén. Và các bạn xem hết cái clip này thì cái password giải nén nó nằm trong cái clip này. Mình có hiển thị cho các bạn ha, download về các bạn in nó ra, các bạn đi tập. Thì hy vọng là có một tí khó khăn nhỏ đó thôi, các bạn hãy ủng hộ mình nhé. Thì chúng ta sẽ nói về cái scale đô trưởng. Thì các bạn nếu chưa biết về âm dài đô trưởng như thế nào, các bạn có thể xem các clip trước đây mình đã làm. Mình có đặt tại vì đây, các bạn có thể xem trước nếu mà chưa hiểu. Thì để đánh ngược lại cái câu bình thường thì các bạn thường đánh như thế này. Còn đánh ngược lại thì đây mình sẽ tập 3 giây cuối thôi bạn, để cho nó ngắn một tí, không cần quá dài như vậy. Thì các bạn có thể từ ý tưởng mình hướng dẫn ở đây, các bạn có thể áp dụng vô những cái đoạn khác nhau, nó cũng giống như vậy thôi. Thì cái cách bấm thông thường các bạn sẽ đánh ngược lại, thì các bạn sẽ đánh là cái nốt ví dụ đô, si, la, sau đó đến son, fa, mi. Thì để tạo ra cái sự khác biệt thì chúng ta sẽ đảo vị trí một tí. Ví dụ chúng ta sẽ đánh là đô, si, là, son, mi, fa. Nghe vị trí này các bạn đảo ngược lại đúng không? Thì ở đây các bạn muốn tập cái chùm liên 6 hoặc là chùm liên 4 đều được cả. Nhưng nếu các bạn chùm liên 6 các bạn sẽ cảm thấy nó tự nhiên hơn. Tại mình đánh một lần là 6 nó. Còn nếu các bạn đánh chùm liên 4 thì bạn là nó đã hết rồi ha. Nhưng mà mình sẽ muốn dạy các bạn liên 4 để các bạn giữ nhịp cho dễ. Còn nếu từ đầu các bạn muốn tập liên 6 thì các bạn có thể tập để cho quen ha. Thì đó là cái câu đầu tiên. Câu thứ hai thì chúng ta lặp lại tương tự như vậy, nhưng các bạn đánh xuống ngang dưới một tí. Tức là lặp lại một lần ha. Nhưng mà lúc này các bạn đánh đúng là son, fa, mi, rê, si, đô. Thì nó cũng ngược lại, đáng lẽ bằng là rê, đô, si, phải không? Thì bạn đánh ngược rồi, rê, si, đô, lại nha bạn. Rồi, chúng ta bắt đầu vô nhịp ha, nhịp liên 4 giống như mình ha. Thì các bạn khi đánh được cái câu này rồi, các bạn cố gắng nhớ, bởi vì cái tay nó hơi lộn lộn một tí. Thì khi mình đánh quen rồi mình cứ lặp lại câu này nhiều lần ha. Rồi, thì cái câu này xong, sau đó tới câu thứ hai thì nó lại khó hơn một tí, bởi vì mình có sử dụng thêm cái kỹ thuật quét dây ha. Economy picking hay là gọi là sweep picking để cho câu nó lạ hơn tí. Thì câu nó như sau. Thì ở đây các bạn download tab về trong cái phần mà
hướng dẫn cái pick á, mình cũng ghi trong đó phím nào xuống phím nào lên luôn. Ở đây mình sẽ nói, nếu các bạn theo không kịp, các bạn download về các bạn mở lên xem thì dễ hơn ha. Thì chúng ta đánh câu đầu tương tự, thì đang kết thúc ở đây là một phím lên nè. Bây giờ chúng ta mới đánh xuống như thế này: rê, fa, la, rồi đánh xuống hết nha các bạn. Sau đó các bạn đánh si là đánh lên, son các bạn đánh lên luôn, và nốt mi chúng ta kết thúc chúng ta đánh xuống nha. Câu nó như sau: các bạn có thể tua đi tua lại để xem kỹ đoạn này ha. Mình đánh trọng lần tí nha các bạn, xem tay phải của mình nha. Xuống, 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 lên, lên, xuống. Nó hơi lung tung, các bạn tập trọng để bạn nhớ ha. Rồi, thì chúng ta kết hợp câu đầu với câu này lại luôn ha. Mình đánh trọng nha. Khi các bạn tập như vậy, chúng ta quan sát cái tay phải, nếu bạn có đánh vướng hoặc là tay trái mình đánh lộn, tập trung vào nhịp ha. Như mình nói cái liên 4 thì nó lại lẻ lẻ như vậy, nhưng nó sẽ giúp các bạn giữ nhịp rất là tốt. Thì khi đánh nhanh hơn thì các bạn nghe nó cũng khá thú vị ha. Thì với cái cách luyện này các bạn thấy là cũng từ các nốt trong scale thôi, nhưng nó đã tạo ra một cái chất nhạc trong đó rồi ha. Thì bây giờ như mình nói, các bạn bắt đầu bằng nốt đô ở đây thì nó thuộc đô trưởng. Thì bây giờ các bạn có thể kéo cái câu lick này lên khắp cái cần đàn, tương tự cách đánh đó chúng ta sẽ có ra những cái câu lick khác của những âm dài khác nha. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang đánh ở đô đây, bây giờ các bạn kéo lên rê thì thấy tay tương tự ha. Đó, nó không khác gì hết, các bạn có thể kéo lên mút trên son luôn. Đó, hoặc là các bạn kéo mút ở dưới này, chúng ta đánh la luôn ha. Đó, thì các bạn có thể kéo lên si, đồ thăng gì các bạn. Hãy luyện như vậy, thì chúng ta thấy là cái câu này các bạn tập xong các bạn sẽ nhớ được các nốt trong âm dài này. Các bạn tập tiếp cũng cái câu đó nhưng ở ngang khác nhau, các bạn sẽ cảm thấy là nó khác nhau và có thể áp dụng vô các scale để mình hiểu nó nhiều hơn nha. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và hãy like, share, comment nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích. Rồi nếu bạn nào có nhu cầu mua đàn guitar để học thì hãy tham khảo website của shop mình là amigosguitar.com. Thì ở đó mình có các cây guitar từ thùng điện, amplifier, rồi các phụ kiện với giá rất là phải chăng. Như cây guitar thùng của shop mình ở đây thì cũng rất là chỉnh chu, mà các bạn có thể mua với giá rất là tốt, tặng kèm thêm nhiều thứ nữa. Rồi, hãy ủng hộ Guitar for Freedom, cảm ơn subscribe để theo dõi các clip tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.